anh em cô bác trên toàn quốc. Kênh mình là kênh Thủy Triều Dương. Hôm sáng giờ mình đi gặp ổ ong này là ổ ong thứ hai nha anh em cô bác trên toàn quốc. Giờ mình quay rõ cho cô bác anh chị anh em toàn quốc xa là nó ổ ong. Đây là ổ ong ruồi nha. Ổ ong ruồi. Giờ mình lấy kéo mình cắt tấm vào cho anh em cô bác trên toàn quốc dòm nha. Đó. Đây là con ruồi nè, nó vừa nó cũng nô một cốc trái mật ông, nó cũng mới dời. Cắt tấm vào cho anh đó, anh chị coi một cái mật đó. Mật này ông nó giờ cậu bác anh chị trên toàn quốc hay hãy coi kênh Thủy Triều Dương mà nãy có đẹp, tôi xin cô bác anh chị anh em trên toàn quốc cho mình một like nha, một share nha, cho kênh mình phát triển ngày càng mạnh hơn. Mình đi bắt ong những cái pha quay những cái clip đẹp mình đăng lên cho anh em cô bác trên toàn quốc anh em cùng xem. Thôi bây giờ mình tắt video chỗ này để mình cắt ra, vụ cầm vụ cắt mặt khó cắt.